Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SBTN, từ bí ẩn miền Trung đến Quế thảm sát một thân, đây là lần thứ hai tác giả Liên Thành ra mắt sách để đi đến việc thành lập ủy ban truy tố tội ác cộng sản Việt Nam. Đối với cá nhân Liên Thành thì đương nhiên không thoát khỏi cái sự gọi là phản bác, khen hoặc chê, cái điều đó không quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng là cái vấn đề tôi đứng ra thành lập cái ủy ban truy tố tội ác Đảng Cộng sản, đó là một cái vấn đề cần thiết để đem lại cái sự công bằng và công lý cho những nạn nhân đã bị thảm sát trong Mậu Thân 1968. Vào mùa xuân năm 2010, khi mà anh em chúng tôi làm cái lễ kỷ niệm để tưởng nhớ bạn bè chiến hữu và đồng bào Huế bị thảm sát Mậu Thân, thì anh em chúng tôi gồm có dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tại Thừa Thiên Huế. Chúng tôi đã có một cái sáng kiến đứng ra thành lập cái ủy ban truy tố tội ác Đảng Cộng sản vào trong cái thời gian đó. Và cái diễn tiến thì thưa quý vị biết là hiện tại chúng tôi đã liên lạc và đã có được một cái tổ hợp luật sư quốc tế bằng lòng đứng ra khởi tố tội ác Đảng Cộng sản. 1 giờ chiều ngày 24 tháng 9 năm 2011 tại hội trường Vivo thành phố San Jose, trên 150 cử tọa đã tham dự. Biến động miền Trung khi ra mắt ở tại thủ phủ Sacramento rất là sôi nổi. Cái biến động miền Trung đó nó dây dưa, quý vị đọc ở trên net, quý vị đã thấy có nhiều người, có nhiều cái bàn luận về cái biến động miền Trung. Hôm nay Liên Thành đến đây mục đích là để nói lên cái tội ác của cộng sản về cái vụ Tết Mậu Thân. Tôi đã nhận ra 5 lý cớ để xác nhận thêm tính xác quyết của những chứng cớ mà tác giả Liên Thành đã nêu ra trong hai cặp sách vừa nêu. Lý cớ thứ nhất, khi quyển sách biến động miền Trung ra đời, bọn đầy tớ của tăng lữ gốc Bình Trị Thiên lúc với nhiều nickname khác nhau trên diễn đàn ảo đã la hét, gào hét những tiếng kêu tru tréo. Chúng ta thực hiện chứng minh cho bọn cộng sản và những ai chống đối hiểu rằng vấn đề truy tố tội ác Đảng Cộng sản bắt buộc phải làm, và chúng ta có một cơ may rất lớn. Chúng tôi là ngày hôm nay tới đây để thứ nhất là ủng hộ những công việc của ông Liên Thành, và thứ hai là kêu gọi tất cả các quý vị đóng góp trong cái công cuộc mà truy tố tội ác của cộng sản Việt Nam, để cộng sản Việt Nam sớm tới ngày mà tan. Ai cũng như ông Liên Thành cả thì tôi nghĩ rằng giờ phút này bọn cộng sản đã chết hết rồi, nhưng rất tiếc cũng có thì vẫn còn có nhiều người không hiểu tại sao. Nếu mà tôi được phát biểu vào tuần trước đó, thì không có phần cái gì này. Nhưng mà vì tuần này cho nên có, là tại vì hôm qua hôm kia đó, tôi được đọc một cái tuyên cáo của ông Võ Văn Ái đó, về cái vấn đề mà kiên định cộng. Tôi nghĩ rằng là trong cái tuyên cáo này là 4 trang. Thì 1 trang đó, ông Ái ông dùng để tấn công một cái người phản động ở bên Tây và những nước quốc nam. Nghe lúc tuần trình từ San Jose, ông cũng lại phê bình những người kia Việt Cộng đó là tại làm sao không đi tranh đấu cho trắng chia rẽ, thì tôi thấy nó cũng không phải.